Thói quen đã định hình từ lâu, suy nghĩ tích cực và tự kỷ ám thị những gì hay, tích cực để hấp dẫn những điều tốt lành đến với bản thân. Có là trở ngại cho việc thực hành tứ niệm xứ không? Nếu có thì ta có thể sửa thế nào? Tứ niệm xứ đó là nhìn mọi sự vật, nhìn mọi sự vật đúng với bản chất của nó, tức là nó như thế nào mình thấy nó đúng như thế đó. Như người ta nói một ly nước nó có một nửa, cái người tích cực thì họ thấy cái ly nước nó còn tới một nửa lần, còn người tiêu cực á, thì họ thấy là ly nước nó chỉ còn một nửa thôi, nó đã vơi đi một nửa rồi, nó chỉ còn một nửa thôi. Còn cái người có cái nhìn sự thật đó là gì? Ly nước, cái ly có nửa ly nước, nó như thế nào đánh giá đúng như thế đó. Cho nên ấy, Phật giáo không phải là lạc quan, cũng không phải là bi quan, mà là cái nhìn đúng sự thật. Nó như thế nào, mình thấy nó y như thế đó. Khi quý vị tập ấy, thì quý vị cũng tập y chang như vậy. Còn quý vị cái kiểu mà tự kỷ ám thị những cái gì hay tích cực, thì cái đó là cái cách nghĩ của mình, cách nghĩ của mình. Và đương nhiên thì cái cách nghĩ đó, đó nó sẽ ảnh hưởng một phần đến việc thực hành tứ niệm xứ, bởi vì đơn giản là tứ niệm xứ là cái nhìn đúng sự thật. Còn xưa giờ đó mình vẫn nghĩ cách nghĩ đó là cách nghĩ phiến diện một chiều, nó sẽ che lấp một phần của sự thật. Còn muốn sửa thế nào thì tập thôi. Tập nhìn nó như thế nào thì y như thế đó. Nó bao gồm cả những mặt tích cực lẫn tiêu cực. Thực tế nó mình không gọi nó là tích cực hay tiêu cực, mình chỉ gọi nó đúng sự thật thôi. Như thế nào thì thấy nó y như thế đó.